Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách bật bật với nhà bàn phím ảo như thế này này. Bạn có thể gõ văn bản ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách bật nhé. Để bật bật phím ảo, bạn mở cho mình tua phím Windows Y. Sau đó các bạn chọn đến phần Personalization này. Các bạn chọn cho mình đến phần Taskbar. Trong phần Taskbar, bạn chọn cho mình phần Touch Keyboard. Các bạn on nó lên. Lúc này bàn phím ảo của bạn đã được bật. Đây như thế này. Bạn có thể tùy chỉnh dâm cho bàn phím ảo theo ý thích của mình. Để tùy chỉnh các bạn vào Personalization này. Các bạn chọn cho mình phần Touch Keyboard. Ở đây có thể tùy chỉnh size của bàn phím này. Hoặc là layout cho bàn phím này. Màu nền này. Đây, ví dụ như thế này, bạn có thể tùy chọn nhé, hoặc bạn có thể tùy chỉnh cái màu sắc chữ. Đây, ví dụ như này, rồi ấn xếp là ok. Đây, ví dụ mình ấn xếp này thì nó sẽ như thế này, còn không thì bạn sẽ cho nó về đề bao. Ok, rất là phải không các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.